ta chỉ có gặp những cái trường hợp kiểm duyệt rồi trong cái những cái lần trưng bày tác phẩm của mình. Đó là những lần kiểm duyệt nhưng mà không trực tiếp, có nghĩa là chị không có làm việc trực tiếp với một cái bên thẩm quyền nào có cái trách nhiệm kiểm duyệt, mà chỉ là được thông báo thông qua những cái nhà tổ chức triển lãm hoặc những cái bạn mà làm bên tổ chức thôi. Thì chị nghĩ là tùy do của kiểm duyệt đấy. Thường thì chị cũng không được kiểu thông báo một cách rõ ràng. Thì bây giờ ngồi đây thì chị đoán là những cái tác phẩm đó nó sẽ có những cái hình ảnh mà được list vào cái danh sách nhạy cảm trong mặt kép, thì họ cảm thấy không phù hợp để trưng bày ra cho công chúng thì họ quyết định là không duyệt cái tác phẩm đó để trưng bày. Thường thì chị cũng không quá cảm thấy cái cảm giác của mình cũng không quá khó chịu hay nghiêm trọng, vì tại vì thường những cái kinh nghiệm bị kiểm duyệt của chị thì nó trong những cái triển lãm nhóm lớn hoặc trong những cái sự kiện nó nhiều cái hoạt động á, thì mình cảm thấy mình chỉ là một phần ở trong đó thì ok, cái việc không trưng bày của mình thì không ổn thì mình cất vào mình hạ xuống thôi, để không ảnh hưởng tới cái tổng thể của chương trình, thì chị thấy cũng bình thường. Chị nghĩ kiểm duyệt là theo cái góc độ cá nhân thì là một cái sự từ chối né tránh tiếp nhận, còn với chị nghĩ là với những cái đơn vị mà cơ quan có thẩm quyền thì nó sẽ có một cái danh sách những cái rất là nhạy cảm, để họ từ cái danh sách đó họ họ nghĩ là cái này cái kia không phù hợp để trưng bày ra công chúng. Nhưng mà cái việc cái danh sách đó thì nó cũng không có một cái cơ chế rõ ràng. Chị có nghĩ là có cần phải có cái kiểm duyệt đấy? Chị nghĩ là cá nhân chị nghĩ là cần á, tại vì nếu mà không cần thì đã không có những các cơ chế kiểm duyệt ở khắp nơi, ở những kể cả trong bản thân mình hoặc là trong những cộng đồng nhỏ hoặc là trong những cơ quan công quyền. Thì chị nghĩ là nó có cái yếu tố cần, nên là con người mới sản sinh ra cái việc kiểm duyệt đó. Nhưng mà để cho cái sự phát triển thì chị nghĩ ở đâu cũng vậy, nó cũng phải có một cái có một sự rõ ràng trong cái việc kiểm duyệt, nghĩa là nó thành một cái quy định rõ ràng hơn, chứ nó không có tùy thuộc vào cái cảm xúc hay là cái chủ quan của những cái người thi hành cái việc kiểm duyệt đó ở những cái địa phương hay những cơ quan. Chị nghĩ là vậy. Ok, em cảm ơn chị.